Cảm ơn Pazo nhá. Cảm ơn Pazo về món quà nhá. Pazo mới mua tặng mình một chiếc gaming phone nhá các bạn. Vâng, cảm ơn Pazo rất là nhiều. Đang thu âm con lợn này. Vâng, Pazo đang thu âm và cảm ơn Pazo thu âm lời trước của mình. Cảm ơn Pazo rất nhiều đã tặng cho mình chiếc gaming phone. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem chiếc gaming phone đấy là gì nhá. Vâng, thưa các bạn, đấy, như tựa đề video thì hôm nay mình đã được bạn gái cũ của mình tặng cho một cái sản phẩm gaming phone. Đây là cách khôi nó chí chá rồi. Còn đây chính là một cái tay cầm để mà mình có thể biến những chiếc điện thoại bình thường như chiếc 11 Pro này này, một chiếc điện thoại quá rẻ tiền mà ai cũng có thể sở hữu được, và biến cho nó khả năng chơi game tốt hơn. Và đây chính là một tay cầm chơi game. Nói chung là chơi game trên PC thì có lẽ là mình là fan của những thiết bị như Switch các thứ hơn, còn mobile không nhiều. Nhưng với mẫu tay cầm chơi game này khác, nó sẽ do các chuyên gia hàng đầu vũ trụ nghiên cứu phát triển đấy, đem lại trải nghiệm cầm nắm tốt. Nói chung là mình không hề sell luôn đâu. Và các bạn muốn biết nó thực sự tốt hay không, hãy xem video này mình giúp các bạn chơi PUBG Liên Quân vô đối vũ trụ. Tất nhiên thì đầu tiên các bạn phải quan tâm là nó chơi được những game gì đúng không, và hỗ trợ hệ điều hành nào. Thì thực sự các bạn không cần phải quá lo, khi mà mình đang sử dụng iPhone 11 Pro hay bất kỳ một chiếc điện thoại Android nào đều là tương thích được trên cái tay cầm này đó. Nhưng mà nó hơi khác nhau một chút về cách kết nối, anh em phải theo dõi hết cái video. Đối với Android thì mất thời gian hơn và các bạn bật chế độ nhạc phát triển. Còn với iOS thì như cái chiếc iPhone này mình cần bật Bluetooth là xong. Nhưng rõ ràng việc setup game sẽ có sự khác biệt. Đầu tiên là với chiếc iPhone mà mình đang có. Mình phải nói cho các bạn một điều, đó là kể cả các bạn mua cho tay cầm của Android hay là tay cầm của iOS thì nó chỉ có một giá thôi các bạn ạ, là tay cầm này có giá 999.000 đồng và mình sẽ để link mô tả bên dưới. Với iOS nha, các bạn vuốt xuống, các bạn bật Bluetooth lên và kết nối một cách bình thường, ngoài ra làm thêm một số bước theo hướng dẫn là xong. Bên trong thì các bạn sẽ cài một cái app, mình sẽ để link mô tả, và nó sẽ ghi các cái ứng dụng game hỗ trợ cái tay cầm này. Các cái tựa game này có một cái hay là nó mapping sẵn, tức nghĩa các bạn chỉ việc kết nối Bluetooth và các bạn cho cái điện thoại vào và chơi thế thôi, gọi là không phải làm một cái gì hết. Ngoài ra có rất nhiều các tùy chọn setup các phím. Tuy nhiên về lâu dài anh em quen có thể tự mapping lại theo sở thích của mình. Bạn nào đang chơi PUBG Liên Quân thì sẽ là một lợi thế lớn khi mà cái tay cầm này nhá sẽ có tương thích rất tốt. Các bạn thực hiện thao tác mà bình thường phải dùng đến 3-4 ngón hoặc là 5 ngón đấy, đặc biệt là người nam định phần lớn chơi trò gì chỉ dùng 2 ngón, thì các bạn sẽ chỉ cần một cái thao tác bằng cái tay trái này mà thôi. Đấy, tựa game Liên Quân Mobile với cái tay cầm này các bạn sẽ mua đồ bơm máu nhanh hơn rất là nhiều khi gắn vào các phím như trên này, LT, LB hay là phím AB. Còn với PUBG có thể gắn các thao tác như trước kia chưa làm được, như vừa nhảy vừa bắn, vừa đi vừa cúi, vừa lùi vừa tiến. Ngoài ra mình sẽ để link video bên dưới, nếu các bạn có thể dùng cái này để ghi tâm khi bắn PUBG khá là hay. Nhưng mà các bạn biết rồi, nếu mà như vậy thì quá là vô nghĩa, bởi vì mình hiện đang top 1. Nhưng các bạn chỉ biết mình là Vingreen. Nó có một số tựa game như Jetpack Joyride không hỗ trợ mapping, nhưng những cái thao tác như là thao tác chạm. Còn các tựa game như Fruit Ninja sử dụng thao tác chạm, tất nhiên là làm sao mà được các bạn kiểu dùng cái này mà là chém hoa quả. Ok, chuyển sang Android. Đây là chiếc iPhone 11 Pro mà đang chạy Android của mình thì... Cái kết nối hơi phức tạp do tỷ lệ màn hình của các máy khác nhau, độ phân giải khác nhau, nên các bạn phải mapping lại. Có thể mapping các phím theo sở thích rất nhanh, nó không phức tạp, nó không giống như iOS. Còn lại thì các chức năng thì hoạt động tương tự. Mình có thử với giả lập PSP. Tất nhiên anh em mà dùng Android đều biết là có rất nhiều giả lập hay ở trên này. Và với PSP thì các bạn sẽ chỉ có joystick để điều khiển chứ không đủ 4 phím di chuyển mặt trước như một số tựa game nó yêu cầu, nên thành ra chơi hơi khó chịu. Và có thể nói là tay cầm này thì phải tùy game thì các bạn mới có thể thử được, cứ không phải game giả lập nào các bạn dùng tay cầm này được. Kết nối thì là một vấn đề khiến anh em quan tâm. Cá nhân mình thấy là nó rất là ổn định. Tất nhiên kết nối qua Bluetooth thì độ delay có, nhưng mình thấy nó không cao khi kể cả chơi Liên Quân hay PUBG, gần như không kém mấy so với thao tác trực tiếp ở trên màn hình. Chỉ trừ đế chế là vẩy E sẽ bị chậm hơn một chút. Còn về vấn đề hoàn thiện phần cứng thì mình thấy mức giá bạn bỏ ra trên tay cầm này, độ hoàn thiện rất là tốt với tầm giá. Cảm giác cầm nắm chắc này, êm, chơi lâu không bị khó chịu, không ra mồ hôi tay không sao, bởi vì nó có lớp sần sùi bên dưới, nó không quá cứng và mềm. Những phần kẹp này chúng ta sẽ cho một cái cảm giác là rất là chắc chắn khi có lớp đệm cao su bám chắc máy, không để lại vết xước. Ngoài ra có thể kẹp những cái điện thoại màn hình rất lớn như Redmi K30 chẳng hạn. Thêm một thú vị nữa là các bạn tạo tài khoản là có thể đồng bộ những cái phím mà các bạn đã setup để sau đó các bạn chuyển sang máy khác nhá. Và mình nghĩ đây là một tính năng khá là hay, và trong tương lai họ sẽ còn cập nhật rất nhiều game mới cho mọi người. Tóm gọn lại, đây là một thiết bị tay cầm chơi game, mức giá của nó không rẻ, nhưng nó là một sản phẩm để các bạn mua sử dụng lâu dài, phục vụ cho việc các bạn chơi game sướng hơn, vui hơn và đỡ bị đau tay. Các bạn nên biết rằng những cái căn bệnh sinh ra rất nhiều với những ngón tay cái, những ngón út như này, bởi vì chúng ta là chơi game nó bị tì đè nhiều ấy, nên các bạn lo cho sức khỏe. Tiền không mua được sức khỏe đâu các bạn ạ. Nên các bạn hãy sử dụng
tiền để mà ngăn chặn những cơn bệnh xảy ra. Đấy, và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, hãy comment bên dưới và cũng như truy cập vào link mô tả để mua hàng nhanh dịp Tết này, nhanh khẩu trương nhá. Họ ra Tết muộn được. Các bạn biết ra Tết có làm việc học hành gì đâu, vẫn cứ chơi ấy mà. Người ta bảo hết mùng mới hết Tết. Hẹn lại anh em trong các video lần sau. Mùng ở đây chứ nghĩa là giặc mùng nữa hả?